Rồi, hello anh em. Lâu rồi mình không làm clip về bàn về vấn đề kinh tế ha. Bữa nay mình làm tiếp cho anh em một cái clip bàn về cho anh em về vàng nha. Thì hôm nay 23 tháng 8 anh em. Thì mình bàn về vấn đề là vàng. Để mình coi lịch coi. Bữa nay là hình như là thứ 23 tháng 8 thì thứ mấy ta? Thứ 6 nha anh em. Nha. Thứ 6. Thì nếu mà thời điểm mà khoảng cuối tuần rồi để mình vào cái lịch của cái lịch mình xem cho anh em xem. Thời điểm cuối tuần rồi là chủ nhật là ngày 18 tây tháng 8 thì thời điểm vàng đó là mình cập nhật một cái giá vàng của một cái tiệm vàng ở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang ha, thì thời điểm đó là 75,2 nha. Thời điểm tuần rồi thì mình có mua vào là 75,2. Đúng rồi, mình mua vào, mình là khách, mình mua vào là 75,2, tức là giá người ta bán ra, tiệm vàng bán ra đó là 75,2. Thì chỉ qua tầm khoảng thứ hai thứ ba thôi là giá vàng nó tăng giọt lên, mới hôm qua hôm kia gì thôi là nó tăng giọt lên 77.520 đô la trên một ounce, thì kéo theo là giá vàng trong nước á, là lên kéo rất là cao, là khoảng 7.680.000, có thời điểm là lên 7.680.000 trên một lượng nha anh em. Thì sáng ngày hôm nay là vàng nó đã giảm rồi, vàng nó đã giảm vô rồi. Thì cái clip ngày hôm nay thì mình trả lời cho anh em cái câu hỏi á, là thời điểm này nếu mà có cái tiền dư đó, tiền mình tiết kiệm dư đó, thì mình nên gửi ngân hàng hay là mình mua vàng vào thời điểm này nha. Thì nói chung là thời điểm này nó đang rất là nhạy cảm, nó quá nhiều vấn đề ở trên thế giới, bất ổn chính trị ha, rồi lạm phát ha, rồi gần đây nhất là khả năng cao là Fed ở bên Mỹ á, ngân hàng trung ương Mỹ Fed chuẩn bị cắt giảm hạ lãi suất. Cái việc mà thằng Fed này nó cắt giảm lãi suất là mình nghe từ hồi tháng 10 năm ngoái tới bây giờ luôn á, thì nó nói là tầm tháng 3 sẽ cắt, nhưng mà tháng 3 cũng không cắt, tầm tháng 6 nó chắc là tới tháng 6 sẽ cắt, nhưng mà tới tháng 6 cũng không cắt, rồi bây giờ lại là tầm là tháng 9 là họ sẽ cắt, nhưng mà không biết là có cắt thiệt hay không. Nhưng chắc chắn một điều với anh em là khi mà Fed nó cắt lãi suất, giá vàng nó sẽ lên cao, đột biến lên cao. Thì như vậy chắc chắn với anh em một điều, trong thời điểm này nếu anh em có tiền dư, anh em nên mua vàng, nhưng mua với số lượng là đừng, gọi là đừng đem hết trứng bỏ vào một giỏ đó. Mình nên theo mình đó, thì ví dụ anh em có 10 đồng thì anh em nên mua tầm 3 đồng tới 4 đồng vàng anh em tích trữ, tại vì báo chí đăng đã rất là nhiều rồi đó. Về lâu dài chắc chắn giá vàng sẽ lên và có thể lên cao nữa. Hiện tại thì nó đang neo ở mức là 2490 đô nha. Giá hiện tại nó đang giảm nè nè, 2490 đô đây, giá hiện tại đang giảm nè. Còn mấy bữa trước đó là nó lên là 2520 đô la cho một ao, thì nếu mà 2480 này mà mình quy đổi ra một lượng vàng nó bao nhiêu, thì nó rơi vào khoảng á là 75 triệu ha, 75 triệu, 75 triệu một cây vàng nếu mà quy đổi với thế giới. Với lại bây giờ anh em mua vàng á, nó sẽ ok hơn lúc trước, đó là cái giá vàng ở trong nước với lại thế giới á, là nó gần như là nó đang sát sao với nhau, nó trên không có nhiều, đặc biệt là cái giá SJC bây giờ là nhà nước đã kéo xuống rất là ok rồi. Rồi thì như vậy á, thì nếu mà trong thời điểm này mà anh em có tiền nhàn rỗi đó, gọi là tiền nhàn rỗi không xài, thì anh em có thể cân nhắc lấy khoảng 30 tới 40% cái số tiền đó anh em nên đầu tư vàng, và anh em nên mua vào cái thời điểm mà nó đang đỏ như thế này nè, tức là vàng nó đang xuống ha, giá vàng nó đang chạm xuống thì anh em nên mua vào, chứ đừng có đợi mà lúc mà nó đã tăng vọt lên ha. Thì mua vàng này á, mình có một cái kinh nghiệm đó là đừng mua những lúc mà nó ổn, ví dụ như anh em có thể theo dõi những cái lúc mà suốt một thời gian dài giá vàng nó cứ bình 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 gì đó đó, rồi nhưng mà tới một cái thời điểm mà báo chí nó đăng ví dụ như là mới họp báo rồi Fed chuẩn bị tăng lãi suất, hạ lãi suất gì ha, là những cái thời điểm đó là anh em nên là chuẩn bị mua vô ha, tại vì những thời điểm đó là những cái thời điểm mà vàng nó sẽ bị biến động, tại vì vàng nó sẽ bị ảnh hưởng
bởi vấn đề về chính trị rồi về lãi suất về những ngân hàng thế giới đó. Hoặc là ví dụ như ông A chuẩn bị quăng mấy cây xúc xích qua cho ông B ha, thì là thời điểm đó là anh em nên mua vàng vô đó. Đó là về những bất ổn chính trị. Còn ví dụ như là về lãi suất, nghe mà Mỹ mà chuẩn bị cắt giảm lãi suất ha, đó là anh em cứ mua vàng vô đó. Còn về lâu dài chắc chắn với anh em một điều á, là giá vàng nó sẽ lên, tại vì bây giờ nó quá nhiều vấn đề xung quanh như nãy mình đã nói, nó tạo điều kiện tích cực cho giá vàng lên ha. Nhưng mà cái gì cũng có cái rủi ro của nó, cũng có khi á, là giá vàng nó sẽ quay đầu, nó cắm đầu, nó giảm sâu rồi. Do đó anh em nên đầu tư thì đầu tư, nhưng mà mình cũng chừa cho mình một cái đường lùi. Tại vì giá vàng mình ngày xưa ông bà mình có câu như thế này nè: mua vàng thì lỗ mà mua hổ thì lời. Nhưng mà bây giờ ngay tại thời điểm này mua hổ chưa chắc lời ha. Thì bất động sản nó đóng băng thì anh em hiểu rồi đó, khỏi cần giải thích thêm ha. Nhưng mà mua vàng thì lỗ, nhưng mà lỗ đối với cái trường hợp á, ví dụ như anh em có 10 đồng anh em mua hết 9 đồng vàng, rồi ví dụ như nhà mình có vấn đề gì cần sử dụng tiền gấp á, thì mình đem vàng mình bán đi là chắc chắn lỗ. Nói đơn giản hơn, ví dụ mình vừa mua vàng xong mình bước ra tiệm, mình bước vô mình bán lại là lỗ ngàn triệu một lượng đó. Còn nếu mà mình lấy ví dụ mình có 10 đồng mà mình mua có 3-4 đồng thôi, còn 7-8 đồng kia mình gửi ngân hàng hoặc mình làm những cái chuyện khác đó, thì khi mà có tiền mà có vấn đề gì mà mình cần sử dụng tiền á, thì mình lấy cái nguồn khác mình sử dụng, chứ mình không lấy vàng ra mình bán, tại vì bán nó sẽ lỗ ngay thời điểm đó, thì như vậy sẽ không lỗ nha. Thì em mua vàng em có quan điểm như thế này nè: mua bao nhiêu mua, nhưng mà mình không bán thì mình sẽ không lỗ. Anh em có đồng ý không đó? Ví dụ như bây giờ vàng đang là 76 triệu một lượng đi, mà bữa trước mình mới mua là 85 triệu một lượng đi, mà bây giờ mình không bán thì mình không lỗ. Mình bán mình mới lỗ. Còn bây giờ mình không cần cái số tiền đó, mình cứ giữ đó 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm sau nó lên lại là 85 triệu hoặc nó lên là 90 triệu, thì lúc đó thời điểm đó mình bán ra thì mình lời. Nó là vậy, tức là vàng mình giữ, nếu mà mình không bán thì mình sẽ không lỗ thôi, còn mình bán mình mới lỗ. Cho đó anh em lưu ý vấn đề đó ha. Đó. Rồi ngoài ra nữa thì mình có hướng dẫn cho anh em đó, tức là một khi có những cái bất ổn gì xung quanh xã hội, ví dụ xã hội nó bình yên mà có bất ổn về lãi suất ngân hàng hay là bất ổn địa chính trị gì đó, thì đó là thời điểm mà anh em nên mua vàng vào. Thì nhà đầu tư người ta cũng vậy thôi ha. Còn á, thời tuần rồi đã có rất là nhiều, với lại anh em á, nếu mà mình không gành mình có thể đọc báo á, mình đọc báo mình nghe những cái nhà đầu tư, những cái chuyên gia về kinh tế, người ta đưa ra cái dự báo giá vàng ha. Đưa ra dự báo thì đương nhiên là sẽ có ông á, là dự báo là tăng, có ông là dự báo là giảm, nhưng mà nhiều ông, tỷ lệ cái ông nào tăng nhiều, tỷ lệ ông nào giảm nhiều, thì mình đưa ra một cái quyết định cho mình. Cũng giống như hồi tuần rồi có rất là nhiều dự báo là nói sẽ là trong tuần này giá vàng sẽ bứt phá tức là sẽ tăng cao, nhưng mà cũng có dự báo là sẽ có ông nói là giá vàng trong tuần này là sẽ giảm xuống đó. Và thực tế là nó đã tăng cao và bây giờ nó đang giảm xuống. Và cũng có ông đứng ở kẻ giữa nói nữa nè, là giá vàng sẽ tăng cao xong rồi sẽ giảm nhẹ chỉnh lại để nó gọi là củng cố cái mức giá đó, xong rồi nó sẽ tăng giọt lên nữa ha. Thì mình đang theo cái trào lưu số 3, và mình thấy nó đang diễn ra y chang vậy luôn, tức là hồi tuần rồi là 75.2 xong cái nó tăng giọt lên đó là 76.2 xin lỗi anh em nha, đó tuần rồi là 76.2 xong nó tăng giọt lên là 76.8, 76.9, rồi sau đó bây giờ nó lại giảm chuẩn xuống là còn 76.6, hiện tại là 76.6, nó đang giảm xuống, là đúng như là nó đang giảm nhẹ, là nó củng cố cái giá đó xong nó sẽ bứt phá lên. Đó là theo quan điểm của mình, và hiện tại mình vẫn đang theo quan điểm đó. Còn quan điểm của anh em về giá vàng như thế nào thì để lại dưới phần bình luận ha. Còn ở đây thì mình không dám đưa ra bất kỳ cái suy luận là nó sẽ tăng cao hoặc là giảm hấp, nhưng chắc chắn với anh em một điều, về lâu dài giá vàng với những cái điều kiện kinh tế hiện tại thì 90-95% về lâu dài giá vàng luôn luôn tăng cho anh em. Có thể là qua năm sau nó sẽ lên tầm 2006-2008, thậm chí là 3.000 đô trên một ao ha. Rồi thì mình chỉ chia sẻ cho anh em vậy thôi. Trong cái mức lãi suất ngân hàng hiện tại thì nó quá hấp đi, kỳ hạn một tháng thì nó chỉ có tầm 3% thôi,
Còn kỳ hạn 6 tháng 1 năm thì cũng còn tầm là 6% thôi. Trong khi nếu mà anh em mua vàng mà từ tháng 10 năm ngoái cho tới nay thì cái lãi suất của nó là đã nó giá vàng nó đã tăng vọt lên là 36% chỉ trong vòng 10 tháng thôi. Hồi tháng 10 năm ngoái, bây giờ là mới tháng 8 thôi thì mới có 10 tháng thôi mà giá vàng nó đã tăng 36% giá trị của nó, thì anh em thấy nó tăng khủng khiếp như thế nào nếu mà anh em mua thời điểm mà tháng 10 năm ngoái tới bây giờ. Còn chưa kể là tới năm sau nó sẽ như thế nào nữa ha. Đó thì anh em cùng theo dõi dự đoán. Tặng cho anh em một câu cuối cùng như thế này xong mình kết thúc video, đó là mọi thứ đều đắt ở hiện tại nhưng mà sẽ cực kỳ rẻ ở tương lai đối với giá vàng. Thì anh em cứ xem coi cái câu nói đó nó có đúng không, anh em thấy đồng ý không? Tức là mọi thứ hiện tại mình thấy bà này bán cái giá nhà nó đang là nhiều đó, nhưng mà một năm sau, hai năm sau mình nhìn lại mình sẽ thấy thời điểm đó bà bán cái giá nó rẻ quá ta mà mình không mua, rồi bây giờ lại cao ha. Thì mọi thứ đều đắt ở hiện tại và rẻ ở tương lai, nói vậy thôi ha. Rồi chào anh em.